Rồi mình chào anh em nha. Mình mới về được một đơn hàng một tí đồ của quay Thái 110 và rim Thái hàng tồn kho nè. Thì anh em xem có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0865 890 158 nha anh em. Số có Zalo có Facebook anh em chắc thoải mái nha. Em mới mới nhận hàng luôn thì bữa nay em về được một con xe 110-99 này, chắc em để em về vệ sinh sạch sẽ, em rửa ráy rồi em sẽ lên sóng với anh em nha. Bây giờ em bán hàng rồi, không có làm mất thời gian của anh em nữa. Bữa hổm anh em nào mà mua không kịp thì liên hệ lại em, số lượng có hạn nha. Đợt này thì nó về em về được 20 cái gia yên rim Thái hàng tồn linh kiện. Hàng này thì nói thiệt với anh em, trên thị trường thì chỉ có nước mà yên kim Thái tồn kho full túi á, thì mới hàng ráp xe ngày xưa mới hơn nó thôi, chứ trên thị trường thì chưa có thằng nào mà em thấy hơn này chứ. Gia yên rim Thái tồn kho linh kiện nha, giá này rất là hợp lý luôn nha anh em. Nè, nhìn cho kỹ cái da nè, thấy da bóng không, da nó có độ bóng rồi, thấy không, nét chữ phía sau nè, nét chữ sau đuôi nó khác một trời một vực với lại cái nét chữ yên mới nha anh em. Nét chữ sau đuôi nó khác một trời một vực với nét chữ yên mới nha. Da bóng là thấy không, cái form nè. Nói chung là hàng này là chuẩn nhất hiện tại trên thị trường nha, không có số lượng nhiều đâu anh em. Tuy là thấy hột nhưng mà anh em gờ vô mạnh tay nè, lên này là chưa căng yên, nó bấm căng yên, nó bấm xong rồi nó còn mịn dữ nữa. Số lượng ít nha anh em xài hú mình 350.000 cái đó. Anh em nào chơi đúng chuẩn đồ thì anh em sẽ biết cái giá trị của cái da yên đó. Mình có số lượng đang hiện có, mình đang có 20 cái da yên rim Thái hàng tồn linh kiện. Anh em coi nè, nó bỏ kho nè, biết bao nhiêu năm nó cũ kỹ, nó lên ba cái ố hết trơn luôn, nó lên ba cái ấy trơn nè, thấy không nè, biết bao nhiêu năm rồi. Da yên rim Thái tồn linh kiện nha anh em. Anh em xài hú em, đi đường bo đường chỉ, anh em nhảnh bo đường chỉ nè. Cái này anh em đừng có nói nó công nha anh em, tại vì mình chưa có vô yên, mình chưa có biết gì đâu đó. Bao đẹp đó, mình nói với anh em, hàng này là chuẩn nhất trên thị trường, số lượng có hạn. Hết lô này là anh em phải chờ ít nhất là nửa tháng nữa mới có hàng. Mình chưa biết là có nhiều hay có ít, nhưng mà hiện tại mình đang có 20 cái da yên rim Thái tồn kho linh kiện, giá 350.000 cái. Anh em xài liên hệ em, bao anh em đi kiếm luôn đó. Hàng này là em bao anh em đi kiếm đó. Em kiếm có mới sợ à. Rồi tiếp theo, hôm nay mình về được hai dây mẫu dây công đầu mét của quay Thái 110. Dây công đầu mét quay Thái 110 thắng đùm, đời 99-2000 tồn kho full túi cánh chim. Dây km quay Thái 110 đời 99-2000 tồn kho full túi cánh chim. Cái nét của nó dứt khoát hơn hàng mới nha anh em, cái nét chữ của nó to và dứt khoát hơn hàng mới. KET gạch 900 0D2B đó, nó xuống màu sẫm sẫm hết trơn rồi nè, thấy không, chỗ bát này xuống màu sẫm sẫm hết trơn. Dây tim thì anh em khỏi nói gì chất lượng ha, bọc nó cũ kỹ hết trơn. Dây này em bán anh em giá chỉ có 250.000 một sợi thôi nha. Em nói với anh em mua rẻ bán rẻ, mua mắc bán mắc nha anh em. Lâu sau ví dụ em mua mắc là em bán sẽ bán mắc nha anh em. Đó, dây km quay Thái 110 thắng đùm đời 99-2000 hàng tồn kho full túi cánh chim, 250.000 một sợi nha. Đó, dây km quay Thái 110 thắng đĩa hàng tồn kho full túi cánh chim. Nói chung là khi anh em cầm cái cao su rồi thôi là anh em nó đấy thấy nó khác hàng mới rồi, tùy anh em chơi thôi. Mực hãng đây vẫn còn nè, thấy không, mực hãng ngày xưa vẫn còn, nó xuống cái màu lẫm lẫm sẫm sẫm hết trơn rồi nè. Hàng mới thì nó trắng phiếu chỗ này à, nó không có xuống cái màu sẫm sẫm kiểu này, thấy không. Anh em xài thì hú mình, dây km quay Thái 110 thắng đùm thắng đựa đĩa hàng tồn kho, quay Thái 110 hàng tồn kho, dây km
đồng giá 250.000 một sợi nha. Rồi bữa nay mình có về được hai bộ câm quay 110 tồn nè, cho anh em nào gấp cọp gấp căng gì cũng phục vụ anh em được hết trơn á. Đây mình về được hai bộ thôi, thì mình chỉ bán một bộ thôi, mình chừa một bộ mình chơi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ câm quay 110 thái thắng đĩa hàng tồn đó, câm quay 110 thái thắng đĩa tồn kho, anh em xài liên hệ em. Ở đây em đem ra một cái bánh, một cái bánh này là hàng tồn ráp xe ngày xưa luôn nè. Hàng này là chưa mở ra mở vô lần nào, chỉ có nhà máy người ta ráp để người ta ráp chiếc xe thôi đó. Thì đời này đúng bao anh em, đúng đời 201 luôn nè đó. Thì mình sẽ đem ra để cho mình so sánh chân câm cho anh em coi đó. Mình đã lấy thước kẹp mình đo rồi, mình đo cái chân câm này và cái chân câm này và cái thân câm này cũng vậy luôn, y ni. Mình báo giá với anh em luôn, bộ câm quay 110 thái thắng đĩa tồn kho này giá 3.500.000 một bộ đó. Đừng có anh em nào nói mắc nói rẻ gì, kiếm có đi rồi nói chuyện. Nói không phải xạo nhưng mà mình đã nói với anh em rồi, anh em chơi hàng giá trị, anh em chơi hàng này anh em phải chịu tốn tiền. Đây là câm sao quay 110 thái thắng đĩa hàng tồn kho, anh em muốn chơi căng thì anh em phải chịu tốn tiền, không còn cách nào khác hết trơn á đó. Anh em nói hàng mới không đẹp thì đây có giải pháp cho anh em quay 110 thái thắng đĩa. Thắng đùm thì mình không có anh em ơi, mình có thắng đĩa không à. Về được hai bộ mình bán bộ thôi nha anh em, trường bộ để chơi nha, 3.500.000. Anh em có nhu cầu thì liên hệ em. Ngang bộ câm 3.500.000 chạy tút lút hết trơn. Nói chung tiền nào của nấy anh em. Nói với anh em là câm tồn thì đôi lúc nó phải có lốm đốm nha anh em. Tại từ ngày xưa tới giờ nè, thí dụ nhỏ xíu đây nè, nó chứ không có chuyện mà nó mới 100% giống như câm mới xé bịch nha. Đó, giờ mình cho anh em coi đầu câm anh em so sánh nè. Đây nè ngang. Nè, đó, thấy không? Rồi, anh em coi nè. Mình lấy ra một cây, đây là câm sao nha anh em. Đây là cây câm sao. Nè. Bằng tiết nha anh em. Bằng tiết nha. Chân câm mini nha, đầu câm mini luôn nè nghe anh em. Để cho anh em coi nè. Thấy không? Mini nha anh em. Ok nha. Còn đầu câm rim thì nó bo, đầu câm rim thì nó khắc sâu hơn vì nó không có bo bằng câm quay. Đó. Mình đã đo rất là kỹ rồi nghe anh em. Đó. Anh em lưu ý câm quay 110 thái thắng đĩa là câm trước, thân câm trước và chân câm trước đều bằng chân câm sau hết nha. Đó. Đây là em không có chơi bán hàng thập cẩm cẩm lai nha anh em, bao đúng hàng. Câm quay 110 thái thắng đĩa là cái chân câm này nè. Nè lấy hai cây ra so cho anh em coi, một cây này là cây câm trước thắng đĩa nè, cây này là cây câm sau nè. Thì tất nhiên là cây câm trước thắng đĩa nó phải dài hơn cây câm sau rồi đó, nhưng mà cái thân câm á là bằng nhau nè, thấy không? Thân câm là bằng nhau nè và cái chân câm cũng bằng nhau luôn nè, anh em thấy không? Đó mới đúng quay thái 110 nha. Còn cái có một loại câm tồn nữa em đang sở hữu ở đây luôn nè, cái thân câm trước nó hơi nhỏ hơn thân câm sau đó, và cái chân câm trước này nè nó cũng hao hao như cái chân câm sau luôn. Thì câm nó câm của quay thái 125 tồn thì nói chung vẫn lắp được nhưng mà không đúng nha. Đây bao anh em chuẩn tồn căng đét luôn, 3.500.000 một bộ. Anh em xài thì liên hệ cho mình, hàng chị mình có hai bộ thôi, mình bán một bộ mình chơi một bộ. Anh em xài hú em. Câm quay 110 thái thắng đĩa tồn kho 3.500.000. Hàng tồn này nó có nhiều giá lắm. Ví dụ như nó đẹp như vậy nè, không lỗi cây nào á thì nó giá cao một chút. Đó. Đẹp như vậy nè, phải tuyệt vời như vậy nè thì nó có giá nha. Ừ. Anh em nào dọn cọp nói cái tầm này là anh em vô cọp cỡ nào mà không được. Ừ. Ok nha, 3.500.000 một bộ ha anh em. Xài thì liên hệ cho mình. Thôi chào anh em nha. Có mấy món thôi.